Cậu Nguyễn à? Cậu Nguyễn hả? Ok. Rồi, chết sẽ cầu nguyện. Dạ, xin mời thánh niệm ví với con cho sự cầu nguyện. Trước khi chúng ta bước vào thì giờ thờ phượng Chúa. Lạy cha kính yêu của một chúng con. Cảm ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh chúng con được đến với ngôi thiên ân của Ngài. Để chúng con cùng hát ca tôn vinh thờ phượng Ngài. Xin Chúa sức giàu ban ơn danh của Lâm Như Quỳnh sẽ là người hướng dẫn thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay. Cũng như xin Chúa sức giàu ban ơn trên hết thảy ban thờ phượng nữa. Được đầy ơn để sự sức giàu từ ngôi mới tới đến từ Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn trên một sự diễn giả buổi tối hôm nay là Mục Dư Võ Thánh Giám cũng được đầy ơn đầy sự sức dầu của Ngài để truyền đạt lời Chúa với chúng con. Mình xin Chúa chúc phước trên đường dây online cũng được đầy sự sức dầu của Ngài, cũng như mọi người cô chú coi ở ngoài Facebook nữa cũng được đầy sự sức dầu của Ngài khi mà bước vào đường link này, đều được ngập tràn ơn phước đến được Cha Thiên Thượng của một chúng con. Cảm tạ ơn Chúa để con dâng mọi phần hiến sẽ tôn lên mình ban ngôi Đức Trời của con, và con im lòng với Chúa sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus. Amen. Dạ, xin trân trọng kính mời Văn Thờ Phượng. Amen, cảm ơn Chúa. Xin ân ái kính chào quý hội thánh cùng toàn thể mục sư với con cái Chúa đang có mặt ở tại hội thánh cũng như là quý thân tín hữu đang có mặt trên phòng Zoom và trên Facebook. Xin Chúa ngài ban phước cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ ra mắt Chúa ở trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy kết nối với Ngài bằng tiếng mới mà Chúa Thánh Linh ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng tiếng Việt, bằng tiếng mới. Chúng ta có thể đứng, chúng ta có thể quỳ, chúng ta có thể nằm thờ phượng Chúa, nhưng hãy hướng cả tấm lòng chúng ta về Ngài ngay giờ này.
lời Chúa hay ngự vào trong tấm lòng của chúng con. Chúa ngài mở mắt lòng chúng con và cất các rỗi chúng con mọi điều ngăn trở sự hiện của ngài. Và Cha ơi, chẳng có điều gì có thể ngăn trở chúng con khỏi sự hiện của ngài. Để buổi tối ngày hôm nay chúng con thật sự được kinh nghiệm sự hiện vinh quang của ngài. Và Cha ơi, đến nỗi chúng con phải đầu phục sức sự hiện của Chúa. Mọi điều gì cho chúng con phải ca tụng danh thánh của ngài và chúc tụng ngài là Chúa Giêsu là đấng oai nghi của chúng con.
và chúng con chúc tụng Ngài. Để buổi tối ngày hôm nay chúng ta được phước trong thời giờ chúng ta thờ phượng Ngài, và để sự hiện diện của Chúa được tự do giữa vòng chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, một lần nữa xin hãy đánh chúng ta đồng đưa tay lên và hãy hiệp ý với mục sư quản nhiệm, mục sư Lý Hoài Bảo sẽ trình dâng buổi nhóm chúng ta lên Ngài trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính mời mục sư ạ. Một lần nữa thay mặt cho Hội Thánh Bất Tích Thiên Ái Cà Mau xin chào đón tất cả quý đại tế Chúa và anh chị em đã đến trong buổi nhóm tối hôm nay. Nguyện xin Đức Chúa Trời chúng tôi đang phụng sự và hồng việc, Ngài sẽ ban phước cho quý vị buổi tối hôm nay. Để làm nền tảng cho buổi thờ phượng hôm nay, tôi xin tiên đọc lời của Chúa trong Thi Thiên 145. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta tôn trọng lời của Chúa. Hỡi Vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh quay nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đó là bản tánh của Chúa. Tôi xin được cầu nguyện. Hallelujah. Một lần nữa chúng con Hội Thánh Báp Tít Thiên Ái Cà Mau chúng con đến với Ngài trong danh của Chúa Giê-xu. Cha từ ái của chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng con, Ngài không bao giờ thay đổi. Đức Giê-xu hôm qua, hôm nay cho đến đời đời, Ngài không bao giờ thay đổi. Và lời Ngài hứa với chúng con cũng không bao giờ thay đổi. Ngài hứa với chúng con rằng khi chúng con hai ba người nhân danh Chúa nhóm nhau lại thì Ngài hiện diện giữa dòng chúng con. Con tin và một lần nữa con mời sự hiện diện của Ngài đầy dẫy nhiều hơn nữa ở tại nơi chốn mà mỗi chúng con đang đứng thờ phượng Ngài. Vì Ngài không bị ngăn cách bởi không gian thời gian, nhưng mà Chúa hứa rằng nơi nào những con người nào có lòng tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài sẽ gặp được Ngài. Và con công bố buổi tối hôm nay mỗi chúng con sẽ gặp gỡ Ngài qua sự thờ phượng Chúa, qua sự học hỏi lời của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi sự sức dầu tươi mới của Chúa cho hết thảy Hội Thánh của Ngài. Và con cầu nguyện sự ban ơn cũng như sự thêm sức, sự tiếp chờ cũng như dấu kỳ phép lạ của Chúa sẽ được tự do thi hành trong Hội Thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu xin sự sức dầu của Chúa đặc biệt trên cô Huynh buổi tối hôm nay hướng dẫn trong ban thờ phượng, để rồi chúng con sẽ bước vào sự hiện diện thánh của Ngài một cách đầy trọn buổi tối hôm nay. Và con cầu nguyện xin Chúa đầy ơn trên đầy tớ của Chúa là mục sư hội trưởng Nguyễn Võ Khánh Giám của Giáo hội Báp Tít Việt Nam. Xin Ngài đầy ơn trên ông buổi tối hôm nay, cho ông tự do mọi bề rao giảng lời của Chúa. Và trên tấm lòng của mọi một chúng con, để lòng chúng con như một mảnh đất tốt, để lời của Chúa sự được reo ra, Chúa được gieo ra vào trong lòng của chúng con, để rồi có kết quả cho chính mình Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện sự tôn quý, oai nghi cả thể tất cả chúng con quy cho Ngài. Nguyện dòng sông huyết báo của Chúa sự vây phủ chúng con. Xin Chúa chúc phước cho đường truyền âm thanh ánh sáng. Xin Chúa ở cùng với ban kỹ thuật cũng như Chúa ơi tất cả anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa con mời Thánh Linh của Ngài đến, Ngài tự do ở nơi đây với chúng con. Chúng con biết Chúa và hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư ạ. Và lời Chúa trong Thi Thiên 150 nói rằng: Hallelujah, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ca ngợi Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Và hỡi dân sự Chúa, dân được gọi bằng danh Ngài, chúng ta hãy đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và ngợi khen Chúa. Vì chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời sống động, một Đức Chúa Trời không hề ngủ, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời. Ngài không hề thay đổi, Ngài vẫn sống trong mọi chúng ta và Ngài đang sống động giữa vòng chúng ta. Hallelujah. Amen. Chúng ta nói rằng vì Giê-xu sống, chúng ta bước đi với hy vọng.
đầu thương cứu người. Thiên Ngài đang sống để đón muôn người, thì muôn ở trên trời bình an, trên trời bình quang. Mùa thánh xuống ra trời, gió lương con người, sống trong tuyệt vọng, thân bằng vì sống trong Ngài, và chúng ta hãy đứng lên để ngợi khen Ngài. Hallelujah. Mùa thánh xuống ra trời, sống thương con người, sống trong tuyệt vọng, sống trong tuyệt vọng, thân vàng thì xin chiều đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người, tìm muôn thái an. Tôi muốn sống trong Ngài. Tôi biết Chúa đi cùng, dẫu bao khổ đau vẫn luôn an bình, tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài. Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn, để lòng vững tin. Vì Giê-xu sống, tôi vẫn đi với hy vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin. Vì tôi biết rõ Chúa sống mãi quyền trên khắp trời. Vì Giê-xu sống luôn với tôi vui sống. Vì Giê-xu sống luôn với tôi mới sống trong Ngài. Vì Giê-xu sống luôn với tôi mới sống trong Ngài. Vì Giê-xu sống luôn với tôi mới sống trong Ngài. Vì mọi điều Ngài đã làm. Dù chưa còn đấng cứu ân đã cứu vớt con từ trong tối tăm, ai nghi ngại đến muôn đời, tâm linh con có vui từ đây vì Ngài đã đến. Nơi trần gian cứu vớt người, Chúa đã đến với ta. Dù là con Chúa cha, Ngài đã sống, Ngài đã sống và trên hết cuộc sinh hiếu tình trên dương trần. Nhờ cứu Chúa mà thế giới vì sự sống trong yêu thương Ngài. Hallelujah. Nhờ ơn cha Chúa con, cứu Chúa con đấng cứu ân đã cứu vớt con từ trong tối tăm. Ngoài nghi ngại đến muôn đời, tâm linh con có vui từ đây vì Ngài đã trần gian cứu vớt người. Chúa đã đến với ta, dù là con Chúa cha. Ngài đã sống và chết hết cuộc sinh hiến
mà thế giới vì sự sống trong yêu thương Ngài. Hallelujah. Và chết thế, phục sinh khi đứng bên trên giữa trời. Nhờ cứu Chúa mà thế giới được sự sống trong yêu thương Ngài. Alleluia, ơn Cha ban. Alleluia, ơn Cha ban. Alleluia. Chúng con vì mọi điều Ngài đã làm cho chúng con. Và Cha ơi, chúng con là dân sự Ngài, là dân gọi bằng danh Ngài. Ngay giờ này lòng chúng con hướng về Ngài. Tốt lành của đền thánh Ngài, ấy đó là sự hiện diện thánh của Ngài, ấy đó là sự đổ đầy bởi Đức Thánh Linh Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài. Ngay giờ này lòng chúng con hướng về Ngài. Chúng con đến cùng Ngài. Ngợi khen Chúa của chúng con. Hãy lên hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài. Yeah.
chúng con thờ phượng. Ngợi khen Cha, sống trong mọi tấm lòng chúng con. Amen. Ngợi khen Ngài. Chẳng có một ngọn núi nào có thể ngăn trở được hành trình chúng con bước đi theo Ngài. Và Chúa ơi, chúng con ra lệnh cho tất cả những điều gì đang ngăn trở chúng con chạm đến sự hiện diện của Ngài phải đi ra khỏi đời sống chúng con, để sự hiện diện của Chúa ngày được tự do giữa vòng chúng con.
Chúa Trời sống đầu. Ngài là Alpha, là Omega, là đầu tiên và là cuối cùng của chúng con. Yeah.
Ngài đã đáng. Cảm ơn Chúa vì thì giờ thật tốt là chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng Ngài đã đến và đổ đầy cho mỗi một chúng con. Chúa, tấm lòng chúng con đây xin dâng trước mặt Ngài. Sự thờ phượng của chúng con xin dâng lên Ngài. Và Chúa Ngài nói với chúng con rằng những giờ hầu đến và đã đến khi những kẻ thờ phượng hãy lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài. Và Cha ơi, con công bố buổi tối hôm nay rằng chúng con là những người thờ phượng thật trước mặt Ngài. Và Cha, một lần nữa chúng con muốn nói với Ngài rằng xin sự ơi, Ngài đã đắc thắng rồi. Amen. Tiếp tục đến và đổ đầy cho chúng con. Xin tiếp tục công việc của Ngài. Cha ơi, thì giờ này là của Ngài và chúng con đang thuộc về Ngài. Xin mở mắt lòng chúng con, tấm lòng chúng con để sự diện của Ngài được tự do tại nơi đây. Hãy tự do đến với Chúa một lần nữa. Cha, vì con biết rằng Ngài đang muốn làm việc lớn của Ngài giữa vòng chúng con. Amen. Cha, hãy tiếp tục công việc của Ngài. Chúa, Ngài nói rằng Ngài sẽ mở một con đường ở trong hoang mạc. Những cánh cửa đang được mở ra cho chúng con để
sự hiện diện của Chúa ngày tiếp tục đổ đầy cho chúng con. Ngợi khen Ngài. Hãy dâng tấm lòng chúng ta lên Ngài trong thời giờ này. Và cũng hãy chuẩn bị của lễ để chúng ta bước vào trong thời giờ dâng hiến cho buổi tối ngày hôm nay. Và lời Chúa nói với chúng ta rằng hãy dâng vào trong nhà Chúa với cách vui mừng. Và hãy lấy điều này để thờ Chúa. Xem Ngài có đổ phước trên trời cho chúng ta đến nỗi không chỗ Chúa chăng. Xin dâng lên Ngài và đấng đã tạo dựng nên trời đất và trong đó có cả chúng con. Và mọi điều tay chúng con làm được là đó là bởi Ngài, ân điển của Ngài, ơn Ngài ban cho chúng con. Và hãy đến và dâng lên trong nhà của Ngài. Xin vâng cho tao ta một lời trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài không bao giờ nhạt phai. Dù tháng nào đổi thay hân hoan của dân trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính mời thầy Hiếu ạ. Xin mời thánh chúng ta cùng hiệp ý với thầy Hiếu trong sự cầu nguyện. Thì mời với tất cả con cái Chúa cũng như tất cả quý tôi tới Chúa hiệp ý tôi cầu nguyện. Là Cha, là đấng yêu thương mỗi cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài thật sự đang ở đây cùng với chúng con. Xin Chúa tiếp tục bày tỏ chính sự diện của Ngài trong buổi tối hôm nay, để lời hứa của Chúa buổi tối hôm nay cũng hoạt động ở trong những của dân của con dâng lên trước mặt Chúa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm sự diện và nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng con tất cả mọi điều khác nữa. Buổi tối hôm nay chúng con dâng tấm lòng của chúng con và dâng tất cả những lợi tức trong những ngày qua mà Chúa Ngài ban cho chúng con có sức khỏe, có sự khôn ngoan để chúng con làm được, dâng lên trước mặt Ngài. Là Cha, là đấng đối xem chúng con, xin đãi cho chúng con một cách dư dật càng hơn, để chúng con không phải đủ dùng nhưng sẽ là nguồn phước cho những người xung quanh, để mở rộng vương quốc của Chúa và cứu nhiều linh hồn hư mắc vào nước của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Ở trong thời giờ này chúng con hiệp một cũng dâng đầy tớ của Chúa tiếp tục đến để chia sẻ lời của Chúa
ở trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa Ngài sức dầu để thẩm quyền thuộc linh cũng được chuyển giao đến cho ông ngay giờ phút này, để ông có thể toan bề giao giảng lời của Chúa một cách sống động trong buổi tối hôm nay. Xin hà hơi trên lời của Ngài, để lời của Chúa đến nhảy nhót ở trong tâm linh của chúng con như là thức ăn nuôi dưỡng mỗi tấm lòng của chúng con trong buổi tối hôm nay. Chúng con dâng thời giờ tốt lành này trong tay của Chúa, xin ở đây cùng với chúng con. Chúng con tạ ơn Cha và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì trong tay của Chúa chúng ta không lo lắng gì. Amen ạ. Kính thưa Thánh, cảm ơn Chúa vì trước khi chúng ta chào đón đại tới Chúa, chúng ta sẽ vỗ tay chào đón mà Chúa và Đức Linh đang ở đây đây với chúng ta buổi tối nay. Một lần nữa giới thiệu với hội thánh của Chúa đến với hội thánh Baptist Thiên Ái Cà Mau buổi tối nay để có lời của Chúa. Đó là đại tới Chúa là mục sư, hội trưởng mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám, là hội trưởng của Giáo hội Baptist Việt Nam, đã đến với hội thánh chúng ta và có lời Chúa cho hội thánh chúng ta. Chúng ta vỗ tay kính lễ để tới Chúa ạ. Chúng ta xin giao cho mục sư ạ. Kính thưa hội thánh, quý ông bà anh chị em, các tôi tới Chúa xa gần, cảm ơn Chúa vì hội thánh Baptist Thiên Ái Cà Mau và buổi tối hôm nay được Chúa ban cho tấm lòng trung tín, bền đổ trong đức tin, dầu gặp thời hay không gặp thời, thuận lợi hay là nghịch cảnh, cũng bước vào ở trong thì giờ thờ phượng Chúa. Và tôi rất là vui mừng nhìn thấy được những khuôn mặt rất là thân thiết từ quý cụ, quý ông bà, anh chị em lớn tuổi cho đến những người trẻ, những người thanh niên đã dâng thì giờ, dâng công sức, dâng tất cả những gì mình có, những ta lăng, những ân tứ để mà thờ phượng Chúa. Tôi rất là vui mừng, cảm ơn Chúa có gặp người chị em đó là cô Hòa ở tại Hà Nội. Rồi tôi cũng có nhìn thấy hình như là có bà ngoại là bà mục sư Trung Cấp Lộc ở đây nữa. Tôi cảm ơn Chúa, mặc dầu hội thánh Chúa trong tuần lễ vừa rồi có lễ tưởng niệm sự qua đời của cô giáo sĩ Trung Phi Túy, nhưng mà chúng ta tuy là xa xôi, không có đến gần nhau được, nhưng mà cũng thấy được tình yêu ở trong Chúa, và không có gì ngăn trở chúng ta khi mà chúng ta hiệp nhau chia sẻ, nói lên những tấm lòng của con cái Chúa khi chúng ta đứng trước những hoạn nạn, thử thách. Chúa luôn bao phủ chúng ta bằng dòng huyết của Chúa và nâng đỡ đức tin chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Cho nên cảm ơn Chúa vì Chúa cho có bà ngoại mục sư Trung Cấp Lộc đây. Tôi cũng xin được phép nói thêm lời an ủi bởi Đức Thánh Linh ở cùng bà và các tôi tới Chúa dòng dõi con cháu bà tiếp nối chức vụ hầu việc Chúa kết quả càng hơn. Cảm ơn Chúa, Chúa cho cô Hòa thì xin chuyển lời chào thăm và chúc sức khỏe thầy Thắng. Ông bà có tấm lòng tử tế đón tiếp chúng tôi khi đến Hà Nội, Chúa ban phước cho thầy cô. Tôi cũng nhìn thấy các anh chị em ở trong hội thánh, các vị ở U Minh nè, rồi ở Đầm Dơi, ở hình như ở Cái Răng á cũng có nữa hả, ở các địa phương các tôi tớ của Chúa rất là trung tín. Ông bà mục sư Lý Huệ Bảo, Lý Huệ Bảo là cùng với ban chấp hành đã
trải nghiệm một hành trình bước đi theo Chúa năm 2021. Rất là nhiều sự thách thức, nhưng mà Chúa cho đứng vững, dìu dắt công việc của Thánh Chúa bằng tấm lòng yêu thương, bằng sự hy vọng rất là mạnh mẽ. Vì Chúa mà chúng ta đang thờ phượng, đó là Chúa của sự bình an. Chúa nói rằng ta có ý tưởng bình an cho các ngươi. Chúa có một cái sự sâu sáng trong tấm lòng của con cái của Chúa buổi tối hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa vì được học lời Chúa cùng với Hội Thánh qua lời của Chúa được chép trong Tin Lành Giăng đoạn 3 từ câu 1 đến câu thứ 10, 16. Tôi muốn chúng ta sẽ đọc mỗi người một câu. Nếu quý vị nào mở Kinh Thánh thì chúng ta mỗi người chúng ta đọc một câu và chúng ta tranh thủ đọc cho đến câu thứ 16. Tôi cũng muốn lắng nghe các cái tiếng nói hay là cái giọng đọc của quý vị. Nếu mà ai mà đọc hay là có phần thưởng đó. Tôi xin được đọc trước một câu và lần lượt chúng ta đọc đến câu thứ 16. Tin Lành Giăng đoạn 3 từ câu 1 đến câu 16. Đức Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Dạ con xin phép được đọc lời Chúa. Ban đêm người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thấy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Có ai đó đọc tiếp? Dạ con với mục sư đọc mục sư để tránh ồn mất thời gian nữa. Chúng ta tiếp tục đối đáp với nhau. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là Thánh Linh. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió nuốt nuốt thổi đâu thì muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng đông nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói: điều đó làm thế nào được? Giêsu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn trên nơi đồng vắng, thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian
đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Buổi tối hôm nay phần kinh thánh này dạy dỗ cho chính mình tôi. Tôi cũng học biết được lời của Chúa nhắc nhở mỗi đời sống chúng ta qua cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và Nicodem. Tôi xin được chia sẻ với chủ đề đó là người môn đồ thầm lặng. Người môn đồ thầm lặng hay là người môn đồ kín đáo. Chúng ta biết rằng ông Nicodem, ông thầm lặng là bởi vì ông đến gặp Chúa có một mình thôi. Và ông đến gặp Chúa vào ban đêm. Và ông cũng là người mà có một đề xuất, chỉ có một đề xuất trong sự bày tỏ mà ông đối diện với Chúa như là một hiểu biết của con người rất bình thường. Chúa Giêsu là giáo sư từ trời đến, và ông là giáo sư của người Israel, và dường như đây là một cái cuộc hội ngộ mà ông nghĩ rằng có thể rằng là cuộc gặp lịch sử. Chúng ta biết rằng người Israel là rất là thông minh, rất là tài giỏi, rất là khôn ngoan. Và ông Nicodem, ông lại là người mà được chức danh giáo sư. Và Chúa Giêsu, ông lại đến và nói với Chúa Giêsu rằng thầy là giáo sư từ trời đến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ông Nicodem đưa ra một cái đề xuất trong cái sự hiểu biết mà mình đang đối diện với Chúa. Tôi ước ao rằng buổi tối hôm nay có ba cái điều mà Chúa cho chúng ta thấy phân đoạn kinh thánh này. Người môn đồ thầm lặng này, thứ nhất là gặp Chúa, thứ hai là biết Chúa, và thứ ba là tin Chúa. Có thể rằng chúng ta là những người ở trong đời sống mà chúng ta có được một hành trình bước đi theo Chúa, có thể cũng trải nghiệm ba cái giai đoạn giống như Nicodem. Ông đã gặp Chúa, ông biết Chúa và ông tin Chúa. Mỗi người tôi và quý vị tin Chúa có thể khác nhau, rồi biết Chúa cũng có thể khác nhau, và gặp Chúa cũng ở trong một hoàn cảnh nào đó khác nhau. Nhưng chắc chắn rằng ba cái giai đoạn này nó sẽ là một cái hành trình rất cần thiết để chúng ta kiểm nghiệm lại đời sống của chúng ta. Trong năm mới, tất cả con cái Chúa ai cũng thích nói về những điều gì mới. Đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn suy nghĩ đến một cái điều gì đó, chúng ta đang chờ đợi cái điều mới mẻ đến với chúng ta. Có nhiều khi chúng ta đang ước ao cái điều gì đó mới đến cho nó thật là nhanh, và nó trở nên một sự chuyển mình, thay đổi một cách rất là cấp kỳ. Nhưng mà trong đời sống tôi và quý vị, mỗi người đều nhận biết rằng khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta có liền những cái điều mới
mới mẻ, rất là lạ lùng. Chúa nói rằng ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta mới vừa tin Chúa thì chúng ta được quyền phép, có quyền phép trở nên làm con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là được làm con theo sanh ra nghĩa xác thịt hay là ý muốn của con người, không phải cái tư dục mà sanh theo ý muốn Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, mỗi người tôi và quý vị nhận lấy một đời sống mới. Và lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7 là ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, mọi sự cũ đều qua đi và nay mọi sự đều trở nên mới. Và Chúa muốn tôi và quý vị mỗi ngày mới luôn, vì Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ những điều mới mẻ trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, và sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Cho nên chúng ta là những người bước đi theo Chúa thì không bao giờ dậm chân một chỗ. Ở phương Tây thì có câu là nếu chúng ta đứng lại có nghĩa là chúng ta đang đi lùi. Bởi vì mình đứng lại thì mọi người đều tiến tới phía trước, cho nên chúng ta lại là người đi lùi. Chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa cho mỗi đời sống quý tôi tới Chúa và anh chị em là những người mà cầu nguyện. Chúng ta thấy mỗi năm thì chúng ta luôn luôn cầu chúc cho mọi người được mạnh khỏe. Và Chúa nói ai trong đỡ Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Chúng ta mạnh khỏe có nghĩa là chúng ta nhận lấy sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Có nghĩa là hình ảnh của ba cái con vật rất là quan trọng. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc như là một con ngựa phi nước đại, và đi mà không mòn mỏi, đi qua những cái sa mạc như là những con lạc đà, vừa gánh gồng vừa chở những hàng hóa và vượt qua sa mạc. Khi chúng ta trong đời Chúa, chúng ta không có sợ, không có sợ là những cái gì quá cao, quá xa, không có sợ hãi trước những cái đoạn đường dài, và chúng ta cũng không e dè trước những cái sa mạc khô cằn nóng cháy. Khi mà chúng ta trông đợi Đức Giê-hô-va thì Ngài ban chúng ta sức mới để chúng ta vượt qua, và chúng ta trở nên những người nhận lấy cái năng lực và nhận lấy cái sự ban cho của Chúa. Năm mới này tôi cũng tin rằng Chúa cho chúng ta có được tấm lòng mới nữa. Chúa cho một tấm lòng mới, và tấm lòng bằng thịt bởi Đức Thánh Linh là thần lẽ thật ở trong chúng ta, đắng ở trong chúng ta lớn hơn các thần ở thế gian này. Tôi kính chúc quý hội thánh, quý ông bà anh chị em có được tấm lòng mới, có được sức mới và có được khải tượng mới nữa, tầm nhìn mới. Con người chúng ta có những cái tầm nhìn khải tượng, và nơi đâu thiếu cái sự mặc khải thì dân sự bèn phóng túng. Cho nên tôi cầu nguyện để Chúa chúc phước cho mỗi đời sống quý ông bà anh chị em, các tôi tớ của Chúa, từng gia đình, từng là mỗi một cái công việc làm của vị đều có những cái khải tượng, đều có những cái giấc mơ, đều có những cái lòng ao ước. Và Chúa nói rằng nếu mà một người có cái khải tượng đó thì chúng ta phải viết ra trên bảng hầu cho người đương chạy phải đọc được. Chúng ta ước ao rằng quý vị sẽ là những người và viết lên những cái kế hoạch, những cái chương trình, những cái định hướng. Và chúng ta biết rằng đối với con người ngày hôm nay thì có vô số kế hoạch, vô số cái định hướng và vô số những cái lập trình. Nhưng mà trong những năm vừa rồi đó, đứng trước những cái đại dịch bùng phát khắp nơi trên thế giới, thì mọi kế hoạch, mọi cái dự
dự định và mọi cái lòng ước ao của con người đều phải dừng lại hết. Và có những con người họ đã thất vọng, họ đau khổ và họ phải đối diện với những cái thiếu thốn nợ nần và họ phải trả giá rất là đắt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho tất cả quý vị và con cái Chúa là những người khôn ngoan đã biết trình dâng tất cả những cái kế hoạch, những cái lòng ao ước và cái công việc chúng ta vào ở trong tay toàn năng yêu thương của Chúa. Cho nên chúng ta được bình an, chúng ta trở nên những người nhận biết Chúa trong mọi việc làm của mình. Nãy giờ thì tôi muốn nhân cái bài học lời Chúa của tối nay để có lời cầu chúc cho Hội Thánh Chúa, quý ông bà anh chị em các tôi tới Chúa có được sức mới, có được một tấm lòng mới, có một đời sống mới, có khải tượng mới trong năm mới này. Và Chúa cho quý vị luôn luôn là những người mà nhận được phước. Quý vị biết cái chữ phước á, hay lắm. Cái chữ phước có nghĩa là vui vẻ và hạnh phúc. Và chữ phước nghĩa là sự ban cho từ trên cao bởi Đức Chúa Trời mà xuống. Cái gì mà chúng ta nhận từ ở trên cao đó, hay là nhận từ nơi sự ban cho Đức Chúa Trời, thì là miễn phí, không có tốn tiền. Ví dụ như quý vị nhận lấy một cái lượng nước mưa mà Đức Chúa Trời ban cho đó, là quý vị không có trả tiền. Có rất là nhiều người, người ta trồng lúa nè, người ta trồng cà phê nè, người ta trồng cao su, người ta trồng tất cả các loại cây nông sản, rồi là đời sống tất cả những cái nguồn lương thực mà chúng ta có đó, là chúng ta cần có một cái lượng mưa. Mà nếu như mà quý vị sản xuất nước ra đó, là quý vị trả tiền không nổi đâu. Quý vị mua nước là trả tiền không nổi. Chúng ta xài nước không à, là chúng ta phải trả tiền. Một bình ít nhất cũng phải 12.000, quý vị thấy không? Nước mà đem mà tưới hết ruộng, rồi tưới hết những cái cánh đồng trồng cà phê hay là trồng những hoa màu á, thì sẽ không bao giờ mà đủ để mà chúng ta đáp ứng được. Nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lượng mưa đó, nó tốt hơn tất cả những loại nước khoáng. Tốt hơn tất cả những cái loại nước mà phong tên nữa. Bởi vì trong nước mưa đó, nó đem đến cái sự sống. Và trong đó chất chứa nào là kẽm nè, sắt nè, magie nè, kali nè, canxi nè, những cái chất đạm rất là tốt. Cho nên nó có thể nuôi từng cái cây. Cái cây nó là một cái cây rất nhỏ, như là rong tảo, mà có thể nuôi được cả một cái cây cổ thụ lớn. Cho nên khi mà Đức Chúa Trời ban cho nước là chúng ta thấy là không có trả tiền. Chúa ban cho một cái điều thứ hai là từ ở trên cao là miễn phí nữa. Quý vị biết gì không? Không khí. Không khí. Chúng ta thở một bình oxy một ngày tốn 3 triệu đó. Một tháng là chúng ta phải trả là ít nhất là 90 triệu đến 100 triệu, phải không à? Nhưng mà cảm ơn Chúa, mình thở một lượng oxy mấy chục năm trên đất này, chúng ta không phải gì? Trả tiền. Sự ban cho từ trên cao không phải trả tiền. Tất cả những cái gì mà từ con người nhân tạo làm ra đều phải trả tiền cả. Đều phải chi phí rất là cao. Nhưng mà sự ban cho từ trên cao đều không trả tiền. Cái điều thứ ba tôi ví dụ nữa là ánh sáng. Mọi vật đều tối. Chúng ta cần phải có ánh sáng. Nếu mà chúng ta muốn có ánh sáng mà bằng điện năng lượng, là bằng tất cả những cái nguồn năng lượng từ con người làm ra, thì phải gì? Trả tiền. Nhưng mà chúng ta nhận lấy ánh sáng mặt trời, chúng ta nhận từ là ít nhất là 5 giờ sáng cho đến 5 giờ tối, 5 giờ chiều mà, thì chúng ta không phải trả tiền. Và nếu như những vùng quê đó người ta nhận được ánh sáng của mặt trăng nữa mà, người ta cũng không trả tiền. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sự ban cho từ trên cái phước đó, đến từ Đức Chúa Trời sẽ không phải trả tiền. Nhưng mà đó là một cái phước mà Chúa cho tôi và quý vị thấy qua cái vật thể, qua những cái vật lý, qua cái vật chất. Nhưng mà cái phước hơn hết đó là chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói là gì? Chưa hề ai từ dưới đất mà lên trời, chỉ có đấng từ trời xuống mà thôi.
Cảm ơn Chúa vì chúng ta có một cái phước lớn nữa, đó là chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ mà tôi và quý vị không có trả một cái đồng tiền nào cả. Vì mọi người đều phạm tội và tiền công phải trả cho tội lỗi đó là sự chết, nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên tất cả chúng ta nếu không có Chúa, tôi và quý vị đều là những người sống trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, sống trong sự đón phạt và hồ lửa đời đời là nơi chờ đợi chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã đến để tìm và cứu những kẻ tội nhân hay là những người tội lỗi hư mất. Và cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu, Ngài đã đem phước đến cho tôi và ông bạn chị em từ nơi Đức Chúa Trời ban cho, để rồi tôi vẫn vì nhận lấy sự ban cho một cách nhân không. Cho nên chữ phước còn có nghĩa là gì? Cái sự ban cho một cách nhân không bởi ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên tất cả mọi người, tôi vẫn vì không bao giờ trả nổi tất cả những gì sự ban cho từ trên trời cả. Và cái sự lớn hơn hết đó là sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Và Ngài đã xuống phước cho tất cả tôi quý vị ở trong Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời là đấng ban cho tôi và quý vị ngày hôm nay là những người được phước. Và cái chữ phước còn có nghĩa là cái chữ mà là nụ cười của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa nói rằng gì? Người nào mà có sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực, là sức lực mới. Cho nên tôi tin rằng Chúa cho khi chúng ta tin Chúa, ôi lúc được tôi được phước lắm. Vì sao mình được phước? Vì mình có sự vui vẻ của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Những người lớn tuổi trong hội thánh tôi cảm ơn Chúa, họ luôn luôn gì? Họ luôn luôn ngợi khen Chúa, họ luôn luôn gì? Chúc tụng và làm chứng và khoe về Chúa. Và cuộc đời của họ thay vì buồn rầu rồi cô đơn và họ nhàm chán với cái cuộc sống, nhưng mà khi họ có Chúa thì họ có một cái sự vui vẻ và bình an. Cho nên chính vì vậy mà những người tin Chúa thấy trở nên gì? Trẻ trung hơn, có cái tấm lòng năng động hơn, có một cái đời sống để mà bày tỏ đức tin và luôn luôn nói lời tích cực, thay vì lầm bầm quán trách, hay là thay vì u sầu, thay vì cảm thấy nặng gánh cô đơn mệt mỏi với cuộc sống. Thì cái người mà có Chúa đó, họ có phước là bởi vì họ có sự vui vẻ của Chúa. Cho nên tôi xin Chúa ban phước là bởi vì quý vị biết rằng gì? Chúa Giêsu, Ngài là nguồn phước cho chúng ta. Và chúng ta xin Đức Chúa Trời ban cho hội thánh, ông bà anh chị em là những người được phước. Ông Nicodem, ông gặp Chúa, ông biết Chúa và ông tin Chúa. Chúng ta có cảm thấy ông Nicodem có phước không? Ông Nicodem có tìm được phước ở trong Chúa Giêsu không? Và ông Nicodem, ông đã chia sẻ cái phước này như thế nào? Quý vị có biết ông Nicodem nghĩa là gì không ? Tên của Nicodem nghĩa là gì không? Nicodem nghĩa là người thành công hay là người đắc thắng. Và ông Nicodem là một người gặp Chúa đó. Ông thật sự là người thành công, đúng như cái tên của ông. Nicodem là một giáo sư, là một người giáo sư, có nghĩa là người có tri thức, hiểu biết và bậc thầy dạy lại những người môn đệ. Và ông là một người lãnh đạo, là người cai trị dân Israel. Ông là người có quyền, có cái quyền, có chức. Và ông cũng là người mà gọi là theo dòng Pharisee, có nghĩa là ông có một cái truyền thống tôn giáo có ảnh hưởng. Và ông là một người già, không, một người già là muốn nói là gì? Người sống lâu thì gì? Ra lão làng, có nghĩa là một người già là có kinh nghiệm. Người già có kinh nghiệm. Như vậy thì tôi và quý vị nếu ngồi đây thì nếu mà so đến ông Nicodem là mình thua xa lắm, không à? Một người rất là có quyền lực, một người rất là nổi tiếng, một người tài giỏi, tri thức, và một người có một cái tôn giáo truyền thống lâu đời, là người Do Thái và là người mà có một kinh nghiệm
Rồi cho nên một con người này gặp Chúa, ông cần cái gì nữa ví dụ như ông nghèo thì ông gặp Chúa, ông cần, ông sẽ cần sao xin Chúa cho ông giàu chứ, hay là ông thấp hèn thì ông xin Chúa cho ông cao trọng, hay là ông là người mà xấu xa tội lỗi thì xin Chúa cho ông là coi như là trở nên cái người được sạch tội hay là được tha thứ. Chúng ta thấy đường như ông cảm nhận ra rằng gì, ông là cái người đầy đủ những cái chuẩn mực của cái con người thiên nhiên hay con người tự nhiên. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng khi ông gặp Chúa thì có một điều thay đổi lớn trên cuộc đời của ông. Chúng ta có thấy đây là một điều rất quan trọng. Có khi chúng ta là những người gặp Chúa buổi tối hôm nay, có một mình Nicodem gặp Chúa thôi, chứ buổi tối hôm nay tôi tin rằng ở đây chúng ta có hơn 70 người đang gặp Chúa đó. 70 người ngồi trên phòng Zoom này hơn gặp Chúa mà đang để mà có một cái mối tương giao với Chúa. Nhưng mà có một mình Nicodem, ông đến ông gặp Chúa. Và có một điều gì đó đã làm cho chúng ta thấy được cái thời điểm để gặp Chúa rất là quan trọng. Nicodem đã nghe nói về Chúa lâu rồi. Có thể rằng là 3 năm, có thể là 2 năm, có thể là 1 năm. Vì công việc của Chúa Giê-xu đã lan truyền khắp cả thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari và đến tất cả vùng đất Palestine trong thời lúc bây giờ. Cho nên Nicodem có thể là ông trông để gặp Chúa với cái sự ngưỡng mộ mà thôi. Chứ ông không muốn gặp Chúa để biết Chúa gì cả. Nhưng mà có lẽ là ngưỡng mộ. Bởi vì ông đến ông nói gì? Chúa Giê-xu là giáo sư từ trời. Và tôi là giáo sư của người Israel. Như vậy thì tôi với Ngài giống như là hai giáo sư cùng nói chuyện với nhau. Chứ phải không Có lẽ là tâm trạng lúc đầu ông chỉ gặp Chúa với một cái sự gặp xã giao. Hay là ông gặp Chúa để ông muốn biết Chúa nhiều hơn. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu liền đổi đề tài của Nicodem. Đôi lúc mỗi người, tôi và quý vị đến gặp Chúa thì mỗi người đều có lý do riêng cả. Mỗi người đều có nhu cầu riêng cả. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng cả. Và ngày hôm nay rất nhiều người không muốn gặp Chúa. Phải không Họ có thể gặp rất nhiều bạn hữu ở ngoài thế gian. Họ muốn gặp những đối tác để làm ăn. Họ muốn có những mối quan hệ của đời này. Nhưng mà gặp Chúa thì không phải là ai cũng dễ dàng gặp Chúa đâu Tấm lòng của chúng ta có sẵn sàng gặp Chúa và luôn luôn có lòng nóng nảy để gặp Chúa. Thì tôi cảm ơn Chúa, Hội Thánh Baptist Thiên Ái, tất cả con ai Chúa, quý vị con ngồi đây. Dù bây giờ là cũng là tối khuya rồi nhưng mà mọi người đều có thời giờ cho Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Gặp Chúa là một điều rất quan trọng mà ngày hôm nay có khi con người ta luôn tìm cái cách để thoái thác hoặc là luôn luôn có những lý do chánh đáng nào đó để làm sao mà mình không phải có thì giờ riêng tư với Chúa. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay có nhiều khi con người luôn luôn thấy cái việc mà gặp Chúa đó nó quá bình thường đi. Gặp Chúa quá bình thường và không quan trọng. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là một đặc ân, đây là một cái vinh dự, đây là một cái thời giờ mà quý báu. Bởi vì để mà gặp Chúa đó, và tôi nghĩ rằng ông Nicodem ông cũng phải tranh thủ thời gian lắm. Bởi vì Chúa Giê-xu Ngài bận rộn suốt cả ngày. Và mỗi ngày Ngài phải giảng đạo, mỗi ngày Ngài phải làm những dấu kỳ phép lạ, đáp ứng được những nhu cầu của những người đang có nan đề. Và mỗi ngày Ngài phải đi bộ từ làng này đến làng kia, từ thành này đến thành kia, từ núi này đến núi kia, từ cái chợ này đến chợ kia, từ nơi bờ biển này đến bờ biển kia. Và ban đêm Ngài phải ở riêng với Đức Chúa Cha để cầu nguyện. Cho nên ông Nicodem mà ông có thời giờ để gặp Chúa đó thật là quan trọng.
không phải dễ dàng để có thời giờ để ông gặp Chúa. Cho nên tôi tin rằng buổi tối hôm nay, quý vị và tôi có những lúc chúng ta quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày, mà chúng ta để được một cái thời giờ tâm linh để mà chúng ta đến, chúng ta trò chuyện với Chúa và chúng ta trao đổi với Chúa một cái đề tài nào đó, một cái công việc nào đó, mà chúng ta thấy rằng đây là một cái sự trao đổi một cách rất là chân tình, một cách ngay thẳng và trao đổi một cách rất là rõ ràng. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy có một thời giờ để gặp riêng Chúa. Và Đức Chúa Trời, Ngài đang ban phước cho hết thảy quý bạn chị em các tôi tớ của Chúa. Thì giờ mà Chúa thấy được, mà Kinh Thánh nói gì? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để tìm kiếm những người có lòng trọn thành với Chúa. Loài người thì nhìn bề ngoài, nhưng mà Chúa thì nhìn thấy từ nơi tấm lòng của chúng ta. Và không phải một mắt của Chúa đâu nghe. Kinh Thánh nói là bảy con mắt Đức Giê-hô-va. Và có phần Kinh Thánh là bảy linh của Đức Chúa Trời rải khắp mọi nơi. Cho nên Chúa cho tôi và quý vị là những người giống như David nói rằng gì? Tôi không đi đâu xa thần Chúa, tôi cũng không trốn đâu khỏi mặt Chúa. Cho nên thì giờ mà chúng ta được đến để mà tương giao với Chúa, gần gũi với Chúa và đối diện với Chúa, đây là cơ hội rất quý hiếm. Tôi tin rằng Chúa cho ông Nicodem, ông đã có một thời giờ để gặp Chúa. Và ông gặp Chúa thì Chúa nói với ông, không phải nói về về tri thức, cũng không nói về quyền lực, cũng không nói về tôn giáo, cũng không nói về kinh nghiệm, nhưng mà Chúa Giê-xu nói về cái gì? Nước Đức Chúa Trời. Nếu như ông Nicodem không có nhờ nước và thánh linh thì sẽ không thấy được nước Đức Chúa Trời. Và nếu như ông Nicodem không có sanh lại thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Ôi, ông Nicodem ông nghe cái điều này, ông rất là gì? Ông rất là ngạc nhiên. Và ông cảm thấy gì đó, nó làm cho ông bị thay đổi lùng bùng lỗ tai rồi. Những cái gì mà cả cuộc đời của ông đầu tư đó, nào là học thức, rồi nào là quyền lực, nào là tiếng tâm, rồi nào là những cái thành công và những cái sự là tốt đẹp của ông á, bây giờ không có được thấy nước Đức Chúa Trời, mà cũng không được vào nước Chúa Trời, mà Chúa là đấng nhìn thấy nhu cầu này là lớn nhất. Ông Nicodem, ông có được tất cả mọi thứ ở thế gian đời này, nhưng có một điều là ông chưa có, đó là ông sẽ gì? Không thấy được nước Đức Chúa Trời và không được vào nước Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều cuộc đời họ đang đeo đuổi ở nơi thế gian này, nhưng mà đến một ngày nào đó thì họ nhìn lại, ôi thế gian sao mà thời gian đi qua quá mau, sao mà mọi việc làm của chúng ta đến bây giờ sẽ gì, lần lần nó sẽ chậm lại, sao cuộc sống của chúng ta rồi đây nó sẽ không có một ý nghĩa gì cả, tôi sẽ đi về đâu đây, ôi con người của tôi sẽ như thế nào, và ai sẽ thể nắm giữ tương lai của cuộc đời tôi. Điều đó là điều mà chúng ta biết rằng Chúa nhìn thấu rõ được lòng của Nicodem. Và đó là lý do mà tại nơi chỗ bóng tối riêng tư đó, cái chỗ mà ông gặp Chúa một cách kín đáo đó, Chúa đã nhìn thấy nơi sâu thẳm của cuộc đời của ông. Tôi và quý ông bà anh chị em ơi, có khi chúng ta cứ nghĩ rằng ôi những người đến với Chúa là những người cần tiền hay là cần cái này cần cái nọ, nhưng mà Chúa nhìn thấy chúng ta, đó là cái điều quan trọng, đó là chúng ta cần có hơn hết, đó là nước Đức Chúa Trời. Mọi thứ ở nơi thế gian này như là khách vô hành, là kẻ ở trọ này đây mấy đó, nhưng mà nước Đức Chúa Trời, Chúa nói với chúng ta những người được phước là những người đang nhận lấy nước thiên đàng. Mọi thứ quý vị còn có thể mua, có thể trả giá được, nhưng mà nước thiên đàng thì không ai mua và không ai trả giá, bởi vì đó là sự ban cho một cách nhân không của Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa Giê-xu Christ, Ngài đang đặt để tấm lòng của ông Nicodem nhận biết thứ nhất đó là nước của Đức Chúa Trời, thứ hai đó là ông nhận biết Đức Thánh Linh. Công việc của ông làm là nỗ lực xác thịt, là tri thức, là con người vật lý của ông, nhưng mà bây giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời thì bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Ôi, ông cảm nhận như là bị sụp đổ hết trơn rồi. Cái việc mà đến từ Chúa đó thì sẽ không có đến từ những cái nỗ lực xác thịt, mà đến từ cái công việc quyền phép của Chúa.
Ông nói, Chúa nói rằng gì? Ngươi nghe tiếng gió, nhưng mà chẳng biết gió đến từ đâu và không biết đi đâu. Ngươi nghe tiếng động, và chúng ta biết rằng gì? Chúng ta không biết Thánh Linh của Chúa, giống như chúng ta không thể thấy được gió, nhưng mà chúng ta sẽ nghe cái tiếng thổi đó, ào ạt, thì chúng ta biết có một cơn gió. Chúng ta thấy cây cối rung rinh á, lá rung rinh, lá nó bay nó rớt á, chúng ta biết có một cây có gió. Chúng ta cảm thấy trong người chúng ta mát mẻ đó, chúng ta sẽ gì? Biết có gió. Nhưng chúng ta thực sự không thấy gió. Và Chúa nói với ông Nicodem điều đó. Đức Thánh Linh hành động trên đời sống chúng ta là một sự biến đổi, một công việc quyền năng và một cái sự cảm thúc đến từ Chúa, mà cuộc đời của chúng ta cảm nhận được điều đó không phải đến từ chúng ta. Cho nên Chúa đang nói đến Đức Thánh Linh. Và cái điều mà Chúa Giê-xu đang nói đó, đó là Ngài đang nói về Ngài, liên quan đến Chúa Giê-xu, bằng một câu chuyện ở trong Cựu Ước, là Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào, ngày hôm nay con người cũng bị treo lên đó. Ông chỉ tin Chúa Giê-xu là một giáo sư từ trời, nhưng mà bây giờ ông cần phải biết Chúa Giê-xu là Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Cho nên Thánh Linh Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng để làm thay đổi cuộc đời của ông, mà ông không cần phải trở về lòng mẹ sanh ra lần thứ hai. Và điều thứ ba, đó là Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc ông, đấng cứu chuộc ông. Ông cố gắng để tự cứu ông, và ông cũng cố gắng để cứu người khác. Cứu người khác ra khỏi gì? Ra khỏi luật, những cái hình phạt của tội lỗi bằng luật pháp. Cứu người khác ra khỏi những cái dốt nát bằng cái tài năng và tri thức của ông. Nhưng mà bây giờ Chúa Giê-xu nói rằng gì? Ông phải nhìn chăm xem Chúa Giê-xu là đấng có quyền năng để cứu ông. Giống như Môi-se treo con rắn thế nào, thì bây giờ ông nhìn chăm xem Chúa, giống như dân Israel đã từng nhìn con rắn để được chữa lành. Chúng ta đừng có nhìn vào ai khác hơn là Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay người ta đang để tâm trí, để lòng, để mắt của họ để nhìn những cái điều ở nơi đời này, nhìn cái sự trang trí của thế gian, nhìn cái vẻ đẹp của thế giới này, rất là nhiều thứ. Nhưng mà Chúa Giê-xu họ chỉ nhìn bằng cái lòng gọi là hời hợt, hay là một cái hững hờ mà thôi. Cho nên tôi cảm ơn Chúa là hội thánh của Chúa quý vị đã để lòng của chúng ta, để mắt của chúng ta, để tâm trí chúng ta nhìn chăm xem Chúa Giê-xu Christ là cội rễ cuối cùng của đức tin. Không nhìn vào con người, không nhìn vào thế gian, không nhìn vào hoàn cảnh, không nhìn vào chính mình nữa, mà nhìn vào Chúa Giê-xu. Cho nên ông biết Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc. Ông biết Chúa Giê-xu là Đức Thánh Linh. Và ông biết Chúa Giê-xu là đấng có quyền để ban cho ông nước thiên đàng, hay là nước Đức Chúa Trời. Vì vậy, cái điều biết này rất là quan trọng. Ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa, nhưng mà tại sao họ lùi bước, họ ngùi lạnh? Bởi vì họ chưa biết Chúa một cách rõ ràng. Và có rất là nhiều người trong thời của Chúa Giê-xu, họ đi theo Chúa với một đám đông rất là nhiều người được chữa lành, nhiều người được Chúa đuổi quỷ, nhiều người được có đồ ăn, nhiều người được Chúa làm cho được trở nên tốt đẹp, nhưng mà cuộc đời của họ không có bền lòng theo Chúa, bởi vì họ chỉ đi theo Chúa theo cái sự thỏa mãn của cái thời điểm nào đó thôi. Nhưng mà họ không theo Chúa để họ biết Chúa một cách rõ ràng, Ngài là ai trên cuộc đời của họ. Và ông Nicodem, ông đã nghe được cái sự dạy dỗ dẫn dắt của Chúa, ông biết Chúa. Và cái điều thứ ba, đó là ông tin Chúa. Và Chúa nói với ông rằng gì? Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ông tin vào Chúa rất là quan trọng. Có nhiều người ngày hôm nay gặp Chúa, không à, gặp Chúa qua Kinh Thánh, gặp Chúa qua Hội Thánh, gặp Chúa qua nhiều cái dấu kỳ phép lạ, rồi cũng biết Chúa nữa, cũng biết Chúa là đấng đã có những cái sự kiện của lịch sử nhân loại, biết Chúa là đấng đã đem đến nhiều cái phước hạnh
Đức Chúa là Đấng đã liều mình hy sinh và đổ huyết ra để tha thứ tội lỗi. Biết Chúa là Đấng có quyền năng để cứu chuộc mình, nhưng mà tin Chúa là khó lắm. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng gì? Một người mà tin Chúa đó thì họ sẽ từ bỏ cái truyền thống của họ, từ bỏ cái tri thức của họ, từ bỏ cái quyền lực của họ, từ bỏ cái kinh nghiệm của họ đi. Không có cái điều gì có thể hơn là cái lúc đức tin. Mà những người mà tin Chúa đó là khó từ bỏ lắm, khó từ bỏ. Mà ngày hôm nay tôi và quý vị, mình tin Chúa mà mình không có thấy được Đức Chúa Trời quyền năng và yêu thương mình, thì mình sẽ không đủ sức để mà mình bỏ hết mọi sự. Quý vị có biết làm sao mà một người con gái họ bằng lòng từ bỏ được cha mẹ là người sanh ra mình, anh em, bạn bè, quê hương để đi theo một người đàn ông mà không có họ hàng ruột thịt không? Vì sao? Bảo à, vì tình yêu thương, cho nên đức tin họ có thể rời bỏ, phải không à? Xin lỗi mấy cô nghe, thưa mấy cô, mấy bà, mấy chị em, vì tình yêu thương mà quý vị bằng lòng từ bỏ cái gì mà quan trọng nhất của cuộc đời mình nữa để đi theo một người, và cái người đó phải quan trọng hơn tất cả thì mình mới dám từ bỏ, phải không à? Và ngày hôm nay Chúa nói với ông Nicodem, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài yêu thương đến nỗi Ngài từ bỏ, Ngài hy sinh, Ngài liều hết tất cả mọi sự, không à, ở nơi thế gian tội lỗi này, mà Ngài trở nên một con người, không à, trở nên một con người sanh ra nơi chuồng chiên mang cỏ, nghèo hèn, và trở nên đầy dẫy cái tội lỗi, gánh lấy hết cho con cả nhân loại này để chịu chết trên thập tự giá. Ngài từ bỏ thiên đàng, Ngài từ bỏ quyền lực, Ngài từ bỏ cái sự vinh hiển, Ngài từ bỏ sự giàu sang, Ngài từ bỏ hết bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, hầu cho hai đứa con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời. Cho nên tôi ước ao rằng Chúa cho năm mới, quý hội thánh Chúa hãy đeo đuổi tình yêu của Đức Chúa Trời và đừng yêu thế gian nữa, đừng yêu có mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời, không phải từ Đức Chúa Trời mà ra mà đến từ thế gian. Cho nên năm mới này, xin Chúa cho con đeo đuổi tình yêu của Đức Chúa Trời để con càng tin Chúa. Nếu quý vị còn yêu Chúa thì quý vị mới còn tin Chúa. Nếu quý vị không còn yêu Chúa thì quý vị hãy nhớ rằng tình yêu của chúng ta với Chúa cũng đang gì? Đang ở trong cái sự nguội lạnh. Cho nên càng yêu Chúa thì sẽ càng tin Chúa, càng tin Chúa sẽ càng để mà bày tỏ tình yêu của Chúa. Và chính vì vậy, Chúa nói với ông Nicodem, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Mọi cái giải pháp của ông Nicodem, ông là một người cai trị dân Israel, ông muốn dân tộc của ông phải giàu có, thịnh vượng, đất nước của quốc gia của ông phải trở nên hùng mạnh. Ông là một vị giáo sư, ông muốn tất cả học trò của ông phải là những người giỏi và thành đạt. Ông là một người theo truyền thống Do Thái, ông nói đây là một đất nước mà một dân tộc là trung thành với Chúa. Ông là một người có kinh nghiệm, nhưng Chúa nói rằng gì? Tất cả những điều đó sẽ đem đến sự hư mất nếu không có đức tin nơi con một của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ. Cho nên Chúa Giêsu là Đấng mà đại diện hiện thân hay là trở nên làm con người từ Đức Chúa Trời đó, sẽ là giải pháp duy nhất để chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi và nhận lấy sự sống đời đời. Buổi tối hôm nay tôi cứ cao rằng Hội Thánh Chúa là những con người được phước, là những con người được Chúa cứu rồi, là những con người đang đeo đuổi đức tin, mà tình yêu của Đức Chúa Trời làm cho lòng của quý vị nóng cháy hơn, để quý vị trở thành những con người mà sẵn sàng cho sự sống đời đời. Chúng ta không phải sẵn sàng cho sự chết, mà chúng ta là những người gì? Được sự sống đời đời và sẵn sàng cho gì? Sự sống đời đời. Những ngày qua, cái sự chết, cái sự lo sợ, cái sự bệnh tật, cái sự nan đề, nó luôn luôn làm cho chúng ta phải rung động và sợ hãi. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu là Đấng sẽ làm cho tôi bởi vì thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời càng hơn và đức tin càng mạnh mẽ để chúng ta
luôn luôn sẵn sàng cho sự sống đời đời. Hãy sẵn sàng cho sự sống đời đời. Ông Nicodem, ông là người gặp Chúa nơi bóng tối, nhưng ông là người bày tỏ Chúa ở ra sửa sự sáng. Chúng ta mở ra trong văn, xin một người đọc mở ra văn đoạn 7 câu 50 để quý vị sẽ thấy ông gặp Chúa chỉ một thời gian rất ngắn, nhưng ông bày tỏ Chúa ra giữa mọi người. Văn đoạn 7 câu 50 cho đến câu 52. Dạ, con xin phép được đọc lại Chúa. Nicodem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giêsu và là một người trong đám họ, nói rằng luật chúng ta há biết tội một người nào chưa tha, chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng ngươi cũng là người Galilê sao? Ngươi hãy tra xét sẽ thấy rằng chẳng có tiêu chí nào từ xứ Galilê mà ra hết. Xin hết rồi. Xin một người khác đọc ở trong Tin Lành Giăng đoạn 19 câu 39. Từ câu 10 đoạn 19 từ câu 39 cho đến câu 42. Dạ con xin phép được đọc. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến đem theo độ 100 cân một được hòa và lưu hội. Vậy hai người lấy xác Chúa Giêsu, dùng vải rai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Vả tại nơi ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa trô mai. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Kinh Thánh Sứ Đồ Văn nhắc lại cho chúng ta về ông Nicodem hai lần được bày tỏ ở văn đoạn 7 và văn đoạn 19. Đoạn 7 là Nicodem binh vực Chúa Giêsu. Ngài là người công bình, không phải là cái người mà người Pharisee, thầy thông giáo đang tố cáo Chúa. Ngài là người vô tội, ông binh vực Chúa. Và đoạn 19 thì nói lên ông là người mà sẵn sàng đến để gặp vua, để mà gặp quan, để mà xin xác Chúa, để mà chôn Chúa. Ông là người can đảm, một con người nhút nhát hay là một con người e ngại, một con người không dám mà tỏ mình ra khi gặp Chúa. Nhưng khi ông gặp Chúa rồi thì ông không còn nhút nhát nữa, ông không còn là e ngại nữa, ông không còn giấu mình nữa. Nhưng mà ông bày lộ ra. Tôi và quý ông bà anh chị em là các tôi tới Chúa, chúng ta nhóm nhau lại, đây là cái chỗ kín giáo. Nhưng mà ước ao rằng khi chúng ta rời khỏi nơi cái sự nhóm lại ngày mai này, tôi và quý vị sẽ can đảm hơn không, sẽ mạnh dạn không, sẽ trở nên những người sẵn sàng để mà chúng ta làm công việc vì Chúa Giêsu hay không. Ông Nicodem, ông có thể nghe Chúa một bài giảng có một lần thôi, ông có thể gặp Chúa chỉ một đêm thôi, ông chỉ có một cái sự đối thoại cá nhân với Chúa, nhưng mà ông là người mà đã bày tỏ về Chúa Giêsu một cách ở giữa mọi người, ở giữa cái sự nguy hiểm khó khăn, ở giữa cái nghịch cảnh, thì ông vẫn nói đức tin của ông về Chúa Giêsu và những hành động của ông liên quan đến Chúa Giêsu. Ôi tôi ước ao rằng hội thánh chúng ta, các tôi tớ của Chúa sẽ có được một cái tấm gương ở nơi cuộc đời của một người thầm lặng để gặp Chúa, nhưng mà đã tỏ tường ở giữa mọi người khi nói về Chúa Giêsu và khi phục vụ Chúa Giêsu. Tất cả mọi người khác đều tránh né, tất cả mọi người khác xưng là môn đồ, xưng là cái người sẽ gì, không bỏ Chúa, không chối Chúa, không bán Chúa, nhưng mà những người đó sẽ là những người mà bán Chúa, chối Chúa và bỏ chạy hết.
Nhưng mà ông Nicodem là người mà sẵn sàng để mà phục vụ Chúa. Phục vụ Chúa, chúng ta ước ao rằng Chúa dùng cái hình ảnh này để sang năm mới, hội thánh của Chúa càng can đảm hơn. Quý ông bà anh chị em là những người sẽ có một cái tấm lòng mà tôn trọng Chúa và sẵn sàng để bày tỏ danh Chúa ở giữa mọi người và luôn luôn phục vụ Chúa trong lúc nghịch cảnh và khó khăn. Và Chúa dùng mỗi người, tôi và quý vị, có những cái ta lăng, những ân tứ để mà chúng ta bày tỏ về danh của Chúa Giê-xu đến với mọi người. Xin Đức Chúa Trời đầy dạy Thánh Linh quyền năng, ban ơn sức giàu cho thải quý tôi tới Chúa. Và tôi cá nhân cũng như là một người môn đồ học nơi gương của Nicodem để mà có thể biết được tầm quan trọng khi chúng ta gặp Chúa, và đời sống của chúng ta sẽ có một sự biến đổi lớn khi mà chúng ta rời khỏi nơi cái sự hiện diện của Chúa. Chúng ta sống ở trong cái sự đối diện những con người, những cái hoàn cảnh, những cái sự kiện xung quanh, thì Chúa Giê-xu vẫn là trung tâm của cuộc đời của chúng ta. Chúa Giê-xu vẫn là trung tâm của ngôn ngữ đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu cũng là trung tâm của những việc làm chúng ta. Chúa Giê-xu là trung tâm của mọi cái đường lối và kế hoạch của đời sống chúng ta. Xin Chúa ban phước để chính Ngài là đấng dẫn dắt, ban ơn hội thánh Chúa, con cái Chúa trở thành những người gặp Chúa ở nơi kín đáo, nhưng mà tỏ tường về tình yêu của Chúa, ơn cứu rỗi của Chúa và công việc của Chúa Giê-xu ở giữa mọi người một cách can đảm, không còn nhút nhát, không còn sợ hãi nữa, một cách mạnh mẽ, không còn yếu đuối, không còn là ở trong cái sự rụt rè nữa, một cách công khai. Và Chúa sẽ dùng hết thảy quý vị năm mới này để trở thành những người luôn luôn thấy được mình cần gặp Chúa, mình cần biết Chúa, mình cần tin Chúa, đời sống của chúng ta đeo đuổi cho các sự sống đời đời và không ngó lại những cái quá khứ, những cái sự là nan đề, những cái sự gánh nặng, những cái lo toan sợ hãi. Chúng ta sẽ thấy được đời sống của chúng ta đang được Chúa dùng cho công việc sự sống đời đời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư Nguyễn Võ Thánh Giám vì có lời Chúa qua sứ điệp môn đồ thầm lặng. Xin Chúa giúp đỡ con cũng như thầy cô chú và anh chị em chúng ta sẽ là môn đồ thầm lặng của Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhớ ba điểm chính buổi tối hôm nay chúng ta học là gặp Chúa, biết Chúa, tin cậy nơi chính mình Chúa. Dạ. Yeah. Xin Chúa ban phước cho mục sư. Dạ. Yeah. Hallelujah. Lời khen Chúa. Dạ. Yeah. Thì giờ này con sẽ mời cô Đổi sẽ còn nguyện đáp ứng cho sứ điệp trước khi chúng ta sẽ hiệp ý với ban thờ phượng, sẽ tôn vinh Chúa một bài. Dạ, xin mời cô Đổi. Tôi xin phép được cầu nguyện để bài học buổi tối hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn vì lời Chúa buổi tối hôm nay. Chúa đã dùng đệ tớ của Chúa là mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám để dạy dỗ nhắc nhở chúng con qua lời của Ngài. Chúa ơi, tối hôm nay chúng con cũng học được về ông Nicodem và Chúa Giê-xu. Nicodem là giáo sư của Israel, là người cai trị của dân Israel. Và Chúa Giê-xu là giáo sư từ trời đến. Nicodem là một môn đồ của Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, khi mà buổi tối hôm nay chúng con học được ba điều là gặp Chúa, biết Chúa và tin Chúa. Chúa ơi, khi chúng con mà tin nhận Chúa Giê-xu thì đời sống của chúng con được biến đổi từ bên trong ra bên ngoài. Và Chúa ơi, khi tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng con là môn đồ của Chúa và được làm con cái của Ngài. Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và khi tin Chúa Giê-xu thì được làm con của Chúa bởi quyền năng của Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Khi chúng con biết rằng đời sống của chúng con và tin cậy vào Chúa để rồi đời sống của chúng con được biến đổi. Ai trong Đấng Christ đấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Chúa ơi, là chúng con là ở trong Chúa Giêsu thì chúng con được sự bảo vệ, sự che chở của Đức Chúa Trời, và chúng con là một tạo vật mới ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Buổi tối hôm nay Chúa muốn dùng đầy tớ của Chúa để nhắc nhở dạy dỗ chúng con là chúng con phải có một cái tấm lòng mới, một cái khải tượng mới và một con người mới ở trong Ngài. Chúa ơi, để rồi tấm lòng của chúng con sống hết lòng phục vụ Chúa, dầu gặp thời hay không gặp thời, bất cứ thời điểm như thế này rất là khó khăn vì Covid, nhưng mà chúng con cũng hết lòng để mà chúng con làm chứng về Ngài, để đời sống của chúng con sống làm sao để tỏ sáng danh của Ngài, để cho mọi người khác biết được Chúa, về Chúa, biết được về Chúa, để họ trở lại tin nhận Ngài, để họ được cứu và họ được sống đời đời. Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đã dành cho chúng con quá lớn, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tình yêu Đức Chúa Trời, Ngài không nghĩ gì cái lợi ích của Ngài, nhưng Ngài ban con một của Ngài là Chúa Giêsu lên trên thập tự giá, chết ở tại nơi đó để gánh thay tội cho chúng con. Hễ ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin Chúa để rồi nhắc nhở cho đời sống của chúng con, xin tha thứ cho chúng con. Có những lúc chúng con mới tin Chúa, chúng con cũng giấu giếm, không muốn cho người ta biết mình là tin con mình là môn đồ của Chúa. Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ cho thầy chúng con, để rồi sau một thời gian chúng con biết Chúa và chúng con học lời của Ngài, chúng con đi theo Chúa hàng ngày, thì chúng con biết rằng chúng con phải nói về Chúa cho người khác biết. Chúng con sống làm sao để sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài ở cùng với chúng con, bởi ân điển, bởi tình yêu của Ngài luôn dẫn dắt chúng con, để đời sống của chúng con sống đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho buổi tối hôm nay lời của Ngài đánh động vào tấm lòng của chúng con, không chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng mà Chúa ơi, chỉ qua trí và qua lòng của chúng con và động lại, để lời của Ngài được nhắc nhở, được ghi sâu vào tấm lòng của chúng con, để chúng con nhớ được rằng Chúa ơi, Nicodem, dầu ông là người có trí thức, là người học thức, là người giỏi, tài giỏi, nhưng mà đó là theo một cái theo cái kiểu cách của con người, theo cái nhìn của con người. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không nhìn bề ngoài, nhưng mà Ngài nhìn trong tấm lòng, và Ngài muốn dẫn dắt cho Nicodem đến một vương quốc của Đức Chúa Trời, để được cứu, được sanh lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu biết tấm lòng của ông Nicodem, hết lòng khao khát để muốn tìm kiếm Chúa, để ông muốn gặp được Chúa, để đời sống ông được thay đổi. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin lời của Ngài buổi tối hôm nay giúp đỡ cho ông bà chị em con cũng như chính mình con, để lời này được in sâu và khắc ghi trong tấm lòng của chúng con, để lời này Chúa ơi không qua đi. Buổi tối hôm nay không qua đi mà động lại trong tấm lòng của chúng con. Chúng con ngợi ca Ngài. Cầu xin Chúa ban phước cho mục sư của chúng con là mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám được đầy ơn của Chúa, đầy sự sức dầu mới của Ngài. Chúa ơi, cho ông được ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, và cho ông được tăng tiến trên chức vụ của ông Ngài càng thêm hơn nữa. Nguyện quyết của Chúa Giêsu Christ bao phủ gia đình ông cũng như chính ông và gia đình người thân của ông ở trong sự bình an của Ngài. Nguyện Chúa sức dầu trên ông càng thêm hơn nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, tối hôm nay con cũng cầu nguyện cho mục sư của con là mục sư Lý Hoài Bảo, cô Võ Thanh Trang được đầy ơn của Chúa, đầy sự sức dầu mới của Ngài, để cho mục sư của con ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, để cho mục sư của con bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài, yêu mến Chúa càng hơn, để dẫn dắt dân sự của Chúa càng ngày càng yêu mến Chúa và bông trái thì kết quả nhiều hơn nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Ngài cũng ở cùng với tất cả chúng con buổi tối hôm nay. Chúa ơi, để rồi đời sống của chúng con được biến đổi qua lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì thời gian rất là lâu chúng con không được tập trung để rồi đến nhóm trực tuyến như thế này. Chúa ơi, chúng con rất là biết ơn Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa vì Chúa cũng cho chúng con, dầu không nhóm được trực tuyến, nhưng mà Chúa cũng cho chúng con nhóm qua Zoom, nhóm qua Facebook. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi trời Đức Chúa Trời của chúng con biết rằng Ngài rất là yêu thương chúng con, và Ngài không giới hạn bởi không gian thời gian. Dù chúng con không có nhóm trực tuyến được, nhưng chúng con cũng nhóm qua online, nhóm qua Zoom. Chúng con cảm ơn Ngài. Đức Chúa Trời là đấng rất là tốt lành, là đấng yêu thương chúng con. Ngài luôn, Ngài ban ân điển cho chúng con, Ngài ban tình yêu thương chúng con, Ngài ban quyền năng cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng con dâng tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng con buổi tối hôm nay trong cánh tay yêu thương quyền năng của Chúa. Tạ ơn Chúa, con yêu Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn cô Đổi ạ. Và thời gian này chúng ta sẽ thờ phụng Chúa qua bài hát Gặp Gỡ Chúa Giêsu. Nếu một lần nữa mỗi một chúng ta dùng lại bài hát này để giống như là một lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Good.
Giêsu đầy sinh tình đê huy. Lòng soi nếu bên ta thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao cạn cõi. Vì Chúa chính dòng suối nguồn yêu thương vô biên. Yêu thương nói liền các hoang đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu, nghe lời mời dịu dàng. Hãy đến với ta đi, đón nhận ơn thứ tha. Ngài đứng đó giang tay trông chờ bạn từng ngày. Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương. Vì Chúa chính nguồn suối rạng soi trong màn đêm, để ai trong mơ nhớ được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn, vì yêu thương nhân gian. Giêsu nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, đón nhận ơn thứ tha. Ngài đứng đó giang tay trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi dấu thương. Chúa vì mục sư đã có thời gian với hội thánh của Chúa. Cảm ơn mục sư một lần nữa thay mặt cho hội thánh Bắp Tít Thiên Ái Cà Mau. Xin cảm ơn mục sư đã có lời của Chúa, đặc biệt là sứ điệp rất là tuyệt vời. Xin Chúa ban phước lại cũng như cho mục sư và gia đình của mục sư, để những ngày sắp tới mục sư sẽ có những sứ điệp từ nơi Chúa thật là sâu sắc hơn và có sự sức giàu đầy dẫy thêm lên nữa trên mục sư. Cảm ơn mục sư rất nhiều. Thay mặt cho hội thánh, cảm ơn mục sư đã dành thời gian buổi tối hôm nay cho hội thánh ạ. Chúng ta vỗ tay cảm ơn mục sư ạ. Và trước khi chúng ta sẽ để mục sư sẽ cầu nguyện chúc phước, thì chúng ta sẽ cầu nguyện chung hát hallelujah, sau đó mời mục sư một lần nữa. Mục sư Nguyễn Giọt Khánh Giám là hội trưởng của Hội Bắp Tít Việt Nam sẽ cầu nguyện chúc phước cho toàn thể hội thánh. Chúng ta sẽ đưa tay lên và cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta sẽ hát hallelujah cùng nhau. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah.
đưa tay lên và con xin kính mời mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám sẽ cầu nguyện chúc phước cho hội thánh. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng là đấng chúng con kính mến, tôn thờ, phụng sự và hầu việc Chúa trên đất kẻ sống này, xin ban cho hội thánh Báp Tích Thiên Ái toàn thể quý tôi tới Chúa ông bà anh cho chúng con đầy dẫy tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, quyền năng, ân điển và ơn cứu rỗi giàu có của Đức Chúa Con, và ban cho sự sức giàu của Đức Thánh Linh ở cùng cảm thông, vùa giúp, dẫn dắt tất cả các tôi tớ con cái Chúa đeo đuổi sự sống đời đời, làm vinh hiển danh Chúa từ nay đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, và buổi nhóm chúng ta đến đây là kết thúc. Những cô chú bạn chị em nào chúng ta có nhu cầu để cầu nguyện thì xin vui lòng ở trên Zoom thì con xin mời mục sư Võ Khánh Giám sẽ cầu nguyện. Còn nếu Amen. Ở Hội Thánh thì con xin mời mục sư Lý Hoài Bảo sẽ cầu nguyện cho quý cô chú bạn chị em. Hẹn gặp lại cô chú bạn chị em vào tuần sau ạ. Thì giờ này chúng ta có thể mở mic, mở camera, chúng ta có thể chào nhau ạ.